Xin chào mọi người. Hôm nay là ngày 29 âm năm 2022. Chỉ còn một ngày nữa thôi là ngày 30 Tết. Thì bước sang năm mới thì em cũng xin gửi đến quý mọi người cùng xem thưởng lãm một cái món đồ cổ. Đó là một cái ly trà. Thì vào những dịp đầu năm á, thì mọi người thường hay có thói cái thú vui đó là dùng trà đạo và dùng những cái bánh mứt, bánh tết. Thì đây là những cái món đồ bình dân của gia đình em. Thì em là ở một cái nơi mà gọi là vùng quê, của vùng đất Bình Định, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi mà có những anh hùng áo vải Quang Trung và Quang Trung Nguyễn Huệ, người anh hùng áo vải đánh đuổi giặc Thanh. Và đồng thời vào đó là vùng đất Bình Định là một cái vùng đất mà có những thương cảng lớn, thương cảng Quy Nhơn, và có nền văn hóa Sa Huỳnh, là nơi mà có những cái cuộc giao thương mua bán trao đổi. Chính vì thế thì trên vùng đất Bình Định quê em thì có những cái món đồ cổ mà được giao thương trên đường biển. Đây là một trong những cái món đồ cổ mà em sưu tầm, đó là một ly trà vẽ sơn thủy rất là đẹp. Dường như cái người họa sĩ người ta thổi hồn vào trong những cái đường tơ tóc của cái ly trà cổ này. Đó. Các bác thấy những cái đường vân họa tiết à? Vẽ kinh khủng luôn, vẽ rất là chi tiết luôn. Đó. Em quay gần cho các bác cùng xem nha. Thì tối đêm 29 thì cũng rảnh này, vừa ngồi thưởng trầm trên một cái lư cổ. Đây là một cái món đồ của thế kỷ thứ 18. Điển tích nó là cầm kỳ thi họa. Đó là một trong những cái điển tích mà nó nói về những cái nét tinh hoa, những cái vốn quý và những cái đỉnh cao trong cái kiến thức, cái học thuật của người xưa. Đấy, thì cầm là một trong những cầm kỳ thi họa, là cầm là những người mà chơi cái đàn cầm mà giỏi. Đấy, kỳ là chơi cờ. Đấy, những người chơi cờ. Đấy, thi là vẽ. Đấy, thi là vẽ. Còn họa là nhìn thi, thi là sách, thi là học, thi là sách, còn họa là vẽ. Cầm kỳ thi họa, bốn điển tích. Đấy, có nghĩa là những cái đỉnh cao của những cái học và sĩ, của những cái thi sĩ người xưa. Đó, đây là một ly trà cổ. Hiệu đây là hiệu Nhã Ngọc. Các bác thấy những cái đường tơ tóc vẽ rất là chi tiết này. Vẽ rất là chi tiết. Mà những cái đường nét vẽ này thì đa phần là những cái đường nét vẽ của những cái trường học, những cái dành cho những cái con của các bậc quan lại, những cái vị đại thần lớn mới được vào học ở những cái ngôi trường mà có những cái kiến trúc mà gọi là đẹp, mà công kỷ như thế này. Đa phần là ngày xưa là những cái người mà quan có cái công trạng nhỏ thì đa phần là học ở trường làng. Đấy, nhưng mà những người mà ngày xưa mà có vào chế độ phong kiến á, thì đa phần là những người là người giàu, hoặc là đại địa chủ, hoặc là con cái của các bậc quan lại mới được đi học. Đấy, mà học là học ở trường làng thôi. Còn những người đây học ở những cái trường mà các bác thấy có những cái công trình kiến trúc không? Đấy, công trình kiến trúc này rất chi là tỉ mỉ luôn. Đó. Người ta phối nên một cái cảnh đẹp mỹ miều, cảnh đẹp mà gọi là cao sang quyền quý của dành cho những cái bậc quý tộc.
cái đẳng cấp của một cái món đồ cổ hoặc là cái thú chơi đồ cổ đó là chơi ly trà, chơi ly lẻ. Bởi vì là trong từng nét bút á, chúng ta ví dụ như là chúng ta thay vì vẽ lên một cái nét dầm trà to to thế này thì nó sẽ rất là dễ hơn là vẽ trên cái ly. Bởi vì vẽ trên ly á, là đòi hỏi chúng ta là phải uốn lượn và phải canh cái bố cục nó phải thật chuẩn mực mà nó thật chi tiết. Đó, và vẽ trên một cái nền cong, một cái nền mà nền cong trên một cái ly trà nó rất là khó. Đó, nó rất là khó. Nên thành ra là những người nghệ nhân mà có năng khiếu, có tài năng, đa phần là những người đó là người ta được đặt cách vẽ trên những ly trà như thế này. Rất là quý luôn. Đây là một cái món đồ của thế kỷ thứ 18, cách đây cũng đã mấy trăm năm. Và món đồ này thì được em sưu tầm. Men chàm, các bác thấy nhìn đã, nhìn nó rất là đẹp luôn, nhìn mê hồn. Mà chôn cắt này, chôn rất là mảnh mai này. Nhìn vào phát nó ra đồ cổ luôn. Vẽ này rất chi tiết. Không phải người xưa người ta muốn vẽ sao là vẽ đâu, bởi vì những cái món đồ cổ mà chi tiết đẹp và cái giá trị của người sử dụng kìa, có nghĩa là bản thân những người mà dân thường ấy muốn sở hữu được những món đồ trà thì đương nhiên là một điều là không thể, đương nhiên là một điều không thể rồi, bởi vì là nó chỉ dành cho những cái giới chức quan lại cấp cao mà mới có được những cái đồ trà mà nó tinh xảo mà nó hoàn mỹ như thế này. Đó, đây là một cái ngôi trường mà nghĩa là công kỹ này, làm đá cái mái trường mà nó có nghĩa là trong một cái ngôi nhà mà nó bản thân những ngôi nhà này là chi tiết rồi, rất là nhỏ, nhưng mà bên trong những cái ngôi nhà này có hai người ngồi này, hai người đang đánh cờ này, vẽ cực kỳ nhỏ luôn. Có nghĩa là nếu như mà vẽ không cẩn thận á, thì đương nhiên là cái nét vẽ này nó sẽ bị sai và cái bộ trà này sẽ bị, cái ly trà này sẽ bị hủy và sẽ bị đập bỏ ngay. Bởi vì nếu như mà vẽ bị lệch thì cái nét mực á, thì nó sẽ bị lem hoặc là nó bị sai đi, thì nó sẽ không ra trọn vẹn ý nghĩa của cái ly trà. Đó, thì đó là một cái nét rất là tinh xảo luôn, nên rất là hay. Đấy. Đấy, người đọc sách này gọi là thi này. Đấy, cầm này là chơi đờn cầm này, đây này. Đấy, đây là cái đờn cầm này. Đấy. Kỳ này, kỳ là chơi cờ này. Đấy, kỳ là chơi cờ này. Thi là ngồi đọc sách này. Thi là ngồi đọc sách này. Ngồi đọc sách thánh hiền. Họa là vẽ này, vẽ trên một bức tranh này. Cầm kỳ thi họa. Nên khi mà chúng ta những ngày Tết á, hoặc là chúng ta tới chơi nhà mà gặp những người phụ huynh mà có con cái đang đi học á, thì người ta hay chúc nhau một cái câu chúc đầu năm, đó là chúc con cầm kỳ thi họa. Có nghĩa là chúc con nó người con nó đầy đủ những yếu tố, có nghĩa là đủ những cái tài năng xuất chúng hơn người như vậy. Rất là đẹp, rất là chi tiết luôn. Đồ cổ như thế này thì nó mới là giá trị nha các bác. Chứ còn để mà các bác mà xem những cái clip mà coi những món đồ cổ mà với cái giá rẻ mà vẽ cực kỳ chi tiết, cực kỳ đẹp mà giá chỉ vài trăm ngàn cho đến vài triệu, thì các bác hãy coi lại. Bởi vì trên thị trường hiện nay nó có rất là nhiều người vô nhân tính, người ta bán bất chấp, người ta bán những món đồ giả cổ, thì các bác hết sức mà cẩn trọng trong cái việc mà gọi là chọn người để mà chúng ta mua. Thà đừng chơi đồ cổ, chứ để mà xuống tiền mua những món đồ bị
bị nhái đi thì chúng ta đang bị ăn cái cú lừa nó cực kỳ lớn mà khi mà ai vào người ta đánh giá ngay là mình đang chơi đồ giả chứ không phải là chơi đồ thật, nên các bác hết sức cẩn thận trong cái việc mà gọi là chọn người để mà mua. Em cũng luôn khuyến cáo những người khách hàng của em hoặc là những ai đó có ý định mà chơi đồ cổ thì chúng ta hãy chọn người có đạo đức trong cái công việc mà mình sưu tầm mình mua bán với nhau.